Sáng ngày 12 tháng 10 năm 2023, nhằm ngày 28 tháng 8 năm Quý Mão, tại tổ đình Long Tuyền, phường Thanh Hà, thành phố Hội An, trang nghiêm diễn ra lễ Huý Nhật lần thứ 58, cố Hòa Thượng Thích Đương Như. Sau khi tác pháp cúng ngọ, chư tôn giáo phẩm, chư tăng ni, Phật tử thuộc tông môn thiền phái Trúc Thánh, thành kính niêm hương tưởng niệm, nhất tâm cầu nguyện, giác linh hòa thượng cao đăng phẩm vị, chứng minh độ trì cho hàng hậu học căn lành thêm lớn, đạo pháp xương minh. Theo tiểu sử Hòa Thượng, thế danh Đinh Công Tương, sinh vào giờ Tỵ ngày 19 tháng 12 năm Tân Tỵ 1881 tại thôn Thanh Châu, huyện Duy Xuyên. Ngài xuất gia đắc pháp với Đức Tăng Can Thượng Từ Hạ Trí tại Quốc Tự Linh Ứng, nên được ban pháp danh Chơn Quả, tự Đạo Trấn, hiệu Đương Như. Năm 1954, Ngài được Giáo hội Tăng già cử về trụ trì chùa Long Tuyền. Hòa Thượng viên tịch tại chùa Long Tuyền vào ngày 28 tháng 8 năm Giáp Thìn 1964, hưởng thọ 82 tuổi. Bảo tháp Ngài được kiến lập trong khuôn viên chùa.